Dạ, Phong số 1 bên chờ của chú chị ha. Hiện giờ là Phong số 1 hay rất là đông của chú chị đó. Trời ơi, mở tặng của chú chị đi. Trời ơi, trên trời với người ta. Vô tới đây là thêm nghĩa, ai đi thẳng đi, còn ai rẽ phải rẽ như cô chú chị. Rẽ phải nè, trò chơi của chú chị đây. Dạ. Trời ơi. À, trời. Wow. Đồng người đông nghịch. Wow. Đoàn người đông nghịch của chú nhiều đây. Mình lượn ước coi, khoảng chừng đi vô kiểu này á. Bên đây là mới có một ngõ nha cô chú chị. Ở ngoài kia còn mấy ngõ ngoài kia nữa. Đường qua bên Kim Điện Tâm Linh. Dạ chào cô. Kim Điện bên Tâm Linh Bỉnh nữa. Còn bên đây là cái hệ bên trò chơi nha cô chú chị ha. Dạ. Nhưng mà bữa nay thì đặc biệt là trò chơi miễn phí thì đổ dồn qua phía bên trò chơi thì nhiều nha cô chú chị ha. Dạ. Trời ơi đông. Trời ơi. Đứng đây khoảng chừng mình nghĩ thôi lượng ước khoảng chừng vài tiếng đồng hồ thôi là xe cỡ nào cô chú chị. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Dạ. Thì có mấy anh cũng vui ha cô chú chị ha. Gặp anh gặp youtuber rồi cũng chào hỏi nha. Rồi là chào cao hơn mông cổ của chú chị đây. Cái mái che đàng hoàng đi bộ á, không có bị nắng ha cô chú chị ha. Rồi đặc biệt ngoài kia có cái vườn dừa ngoài kia nữa nha. Có vườn dừa họ người ta tấp nập, người ta trùng trùng điệp điệp người ta cô chú chị, biển người. Bao nhiêu các xứ đều là tập trung về đây ha cô chú ha, các tỉnh nhá, các nơi, các tỉnh luôn. Miền Tây, miền không biết miền Bắc mình có miền Trung rồi miền Bắc rồi cô chú chị ơi. Dạ. Đón xe tàu vào đây. Đặc biệt là người dân Bình Dương. Những anh em công nhân á, dạ hôm nay nghỉ làm công ty chủ nhật các cô chú chị ha, đặc biệt là dân Bình Dương chứ dân Đồng Nai thì đến đây rất là gần ha. Như Tây Ninh, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khác. Dạ chào. Thì mình tính các tỉnh lân gần gần đây cô chú. Dạ còn ví dụ nghe Vũng Tàu rồi xa xa nữa, Trà Vinh, Vĩnh Long rồi nữa. Dạ đến đây hết nhưng cô chú chị ha. Dạ chứ không phải tập trung về đây mà. Dạ từ bây giờ mình chơi cho tới 10 giờ đêm hôm nay nha cô chú chị ha. Dạ tiếp đón khách đến 10 giờ đêm. Thì từ 6 giờ cho tới 10 giờ đêm, tức là từ 18 giờ tới 22 giờ quốc tế là sẽ được giao lưu với cô Hằng cô chú chị ơi. Dạ. Mình thì từ nào giờ mình cũng không có rành vụ này và cũng không có bên YouTube ha. Nay mình mà có làm YouTube mình mới có ghi hình gửi lên cô chú chị mình xem ha, tất cả các sự kiện gì nóng nóng Phong số 1 sẽ đi đến đó ghi hình gửi lên cô chú chị ha. Nhưng mà bữa nay là khá là nóng nha. Dạ khá là nóng vì 10 năm tái họp là một lần. 10 năm về trước cũng đông cỡ này cô chú chị. Mình hồi sáng này là ở ngoài đường á cô chú chị. Hồi sáng này ở ngoài đường là có mấy chú công an đã phân luồng phân tuyến cho chị em đi cô chú chị ha. Dạ chứ không ấy là nó sẽ bị ách tắc giao thông cục bộ. Dạ hồi cái cảnh hồi sáng mà từ ngoài đường á lộ rồi vô tới cái chỗ mà gửi xe thôi bắt đầu vô tới chỗ gửi xe nó đông thôi đứng chi có 2-3 mét thôi. Hello. Wow chào mấy trăm, chào mấy trăm anh em. 500 300 hả? Đó, ít chứ hả? Mấy ngàn chứ sao mà ba, mấy chục ngàn chứ sao mà 300. Trời ơi. Từ cái mình không thể mà tính mình từ cái chỗ mình ngừng xe mà gần chỗ cái cổng là hồi đó là cách xa khoảng chừng 10 mét. Từ 10 mét mà lại cái cổng là đi không nổi, là không thể mốt ghi
chưa hết là thấy đã coi trong video là 20-22 phút và 21 thì tắt. Xong rồi ghi lại chú chị ha. Dạ, chứ không có ghi một clip quá dài thì cô chú mình coi không nổi. Làm một clip thứ hai nữa. Đông khủng khiếp. Mà nắng nó chứ trời đó cô ơi. Lớp người ta nó hơi người ta nữa. Bây giờ thì còn cỡ nào nữa, bây giờ còn cỡ nào. Bây giờ mà nếu mà ai mà còn ngoài cổng là thôi rồi lụm mơ luôn cô chú chị mình ơi. Dạ. Đó, mai là giờ này là còn mát mát dịu dịu lộn. Bây giờ này lọt vô tới đây hết rồi. Chứ bây giờ mà còn đứng ngoài đó là thôi rồi lụm mơ luôn. Thôi rồi, không số 1 ơi luôn. Rồi. Thôi ơi người ta. Thôi rồi. Quá trời rồi đó, các sư các nơi các à. Không đổi về. Dạ. Mình ở đâu anh? Hả? Mình ở đâu? Ở đâu hả? À, quên. Bến Két, Bình Dương mình đây hết cô chú chị em ơi. Dạ, Bến Két gần đây. Thì ở đây là cũng về Bến Két nhưng mà phường Tân Định như cô chú chị ha. Phòng số 1 ở Bến Két nhưng phường Chính Hòa, còn đây là phường Tân Định. Ai ở Bến Két này thì gần đây ha, còn nếu mà xa xa nữa thì phải chịu. Có đi dắt đồ ăn uống vô. Hello, xin chào. Dạ. Quá đông người. À, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong của chúng em ơi. Dạ, mình đi vào bên trong chứ mình thôi. Ở đây là cũng người trùng trùng rồi. Đi, let's go đi vào bên trong của chúng em ơi. Đi. À, con số 1 mời của chúng chị mình đi vào bên trong. À, xem tất cả các trò chơi. Dạ, miễn phí như thế nào hay cô chú chị ha. Dạ, mình phải quẹo về phía bên phải màn hình của chúng chị ơi. Dạ. Mình quẹo bên phải. À, giờ trưa nắng thấy cái mấy cái vòi nước phun phun lên thấy tuyệt vời hay cô chú vậy ha. Dạ. Gia đình này. À đây là một cái cổng này ha. Yeah. À đây. À đây là cái những cái hung từ thiện của chú chị em đây. Phòng số 1 phải đợi rất là nhiều nha. Dạ. Yeah. Mình wow. Ủng hộ của chú chị em đây. Mình sẽ ủng hộ vô đây ha nha. Dạ, đây thì mình là ủng hộ đồng bào lũ lụt cô chú chị miền Bắc hay cô chú chị nữa ha. Dạ, miền Bắc. À, mình xin phép gửi tấm lòng nhỏ mình vào đây nha cô chú chị ha. Dư Lý Dương, phòng thông báo Dư Lý Dương nè. Đây, Lý Dương đây nha cô chú chị ha. Dạ. Rồi, mình đi tiến vào bên trong đó kìa. Trước mặt thì đây chữ khu vui chơi. Dạ, khu vui chơi như cô chú chị ha. Dạ. Đây là gian hàng bán nước tự động ha cô chú chị ha. Rồi mình tiến vào bên trong vui chơi nha cô chú chị. Trời ơi người ta rồi, quá trời đông luôn, hết cỡ luôn. Phòng số 1 có được rồi, có đi rồi. Phòng số 1 biết là ở đâu đâu hết rồi nha cô chú nha. Đây phố đi bộ rồi ha. Dạ. À, trước mặt mình vừa vô là quẹo phía bên đi trái màn hình là 12 cửa ngục. Bây giờ Lý Dương bây giờ vô 12 cửa ngục trước nè, vô trò chơi nè, quẹo phía bên trái là gặp 12 cửa ngục trước của chú chị thôi. Dạ. Đây là phố đi bộ. Tất cả các bán cái gì đó nhưng mà mình vô 12 cửa ngục trước của chú. Đây là khu này là khu vui chơi hả cô chú chị ha. Rồi, let's go đi vào bên trong thôi cô chú chị ơi. Dạ. Vào bên trong nặng lắm. Nặng lắm cô chú chị ơi. À. Dạ, đây trước mặt mình là 10 cái chỗ vui chơi cô 18 tầng địa ngục của chú chị nữa ha. Dạ, không biết mình có vô lọt đây không. À, dạ đi vào thử coi cô chú chị mình ơi. À, đây là địa ngục Trần Gian. Dạ, 18 tầng địa ngục Trần Gian cô chú chị ha. Bên đây rạp chiếu phim vòm. Dạ đó, bên đây rạp chiếu phim vòm ha. Rồi bây giờ đứng đây chờ đặng đi vào bên trong cô chú chị ha. Rồi mình phần số 1 sẽ dẫn cô chú mình cởi gì kiểu mình phải vào bên trong cho bằng được, gửi lên cô chú chị xem ha. Dạ. À, trước mắt bây giờ là khá là đông à. Dạ. Hai bên là ngu đầu mã diện nha cô chú chị ha. Bên đây mã diện nè, bên kia là ngu đầu.
Vì vô miễn phí thành ra là khá đông cô chú chị ha. Dạ. Rất là đông luôn. Nắng không? Nắng quá hả? Nóng quá, nóng quá. Mình ở đâu à? Mình đã đến từ đâu à em trai mình? Hả? Bến Cát. Bến Cát ha, Bến Cát cũng gần đây cô chú ha. À Bến Cát. Bến Cát mình vô. Dạ. Nãy giờ mình hỏi không có người nào xa hết, toàn là dân Bến Cát không ạ? Dạ. Và đây năm ông rồng của cô chú ha. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, đông quá đông. Đông quá đông của chú chìm rồi. Dạ, không phải tả luôn. Ai mà kiên trì á thì mới vào bên trong ha. À thì mấy cô mấy chú đây cho vô một tốp người. Rồi xong cái đóng lại ngắt lại. Cứ vô xong cái cho vô tốp khác nữa cô chú chị ha. Mình còn phải đứng sao mình để mình vô cho được. Lý Dương ơi, mình đi lại làm sao mình xuất dân. Mình phải vô ghi hình gửi, mình phải vô ghi hình gửi cô chú chị xem chứ không phải là mình xem. Mình chủ yếu là mình vô gửi cho cô chú chị xem những cô chú mà không có đi được á, người ta biết ở trong 12 tầng địa ngục nó sẽ như thế nào. Dạ chứ còn mình thì cũng không có đam mê gì ha. Dạ. Bây giờ vào bên trong à, cái chỗ này là chỗ tập trung đông nhất của chú chim này. Dạ. Có thể là sẽ là việc móc túi này kia kia nọ hết cô chú chị ha. Dạ, ai có của thì nhớ lấy giữ của cho cô chú chị đây. Dạ. À, mấy cái vụ nhấp nháy đang cho có một cái không khí của chú nha. Dạ. Cho có gió. Dạ đó không. Đó. Đây cái nữa nè. Dạ. Đông lắm. Đây 18 tầng địa ngục đây. Quá trời quá đất luôn. Có người nào đang ở trong nha. Dạ thì rất là đông cũng chịu rồi. Dạ. Thì chủ yếu mình đi vô mình ghi hình gửi lên cho chú anh chị biết ha, trong đây có cô chú chị nào mà ở nhà không có xem được thì phòng số 1 sẽ gửi hình. Thì ghi hình gửi lên cô chú anh chị mình xem ha. Những ngày như thế này rất là đông khách cô chú anh chị đây. Rất là đông nha. À, đông không hỏi được đâu. Mấy 20 người vô rồi ơi. Một lần vô hả? Ừ. Mấy 20 người hả? Trời ơi. Dạ. Hay mỗi một lần vô thì ở đây cho phép vô cũng hạn chế của chú không có được cho vô nhiều. Đúng rồi. Đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ cũng hơi mát rồi nha cô chú chị ha. Trời cũng hơi mát thì mấy cái dù sẽ hạ hết ra ha, dù xuống hết cô chú chị ha. Không đi tắm, chúng nó mới đi tắm. Vào xem cái bà xem cũng là đi tắm trong ngoài đường à. Đây cô chị. Còn ba cái chủ nhật nữa nha cô chú chị ha. Bữa nay là ngày chủ nhật ngày 29 tháng 9. Rồi còn cái chủ nhật kế nữa là ngày mùng 6 tháng 10. Rồi xong cái ngày mùng 13 tháng 10 và ngày 20 tháng 10 nha cô chú chị ha. Dạ còn ba cái chủ nhật nữa tha hồ cô chú chị mình chơi đi nha. Dạ hôm nay là đầu tiên rồi chắc dĩ nhiên là phải đông nhất rồi cô chú chị ơi. Dạ. Rồi chủ nhật kế nữa thì cũng đông vừa vừa thôi, càng ngày nó càng bớt lại ha, giảm lại nha cô chú chị đi. Dạ. Còn đông từ sao? Cuối giảm mà. Từ cuối giảm đúng rồi, đi rồi ai đi nữa đúng rồi. Chủ yếu từ đầu thôi. Dạ. Nắng lắm cô chú chị em ơi. Đó, cái dù giờ che bít lịch hết rồi nãy mát mát còn đỡ, giờ nắng lắm nha. Quá nắng luôn. Trời ơi. Máy mình không có quăng tầm xa được, quay gần gần luôn không à. Quá trời quá đất rồi. Phòng số 1 xin lỗi cô chú gì mình vô không được nha cô chú chị em ơi. Dạ, không hỏi nào vô được. Thầy mình đi lại tác trò chơi khác của chú chị ơi. Không hỏi nào vô được đây. Trời ơi. Thôi nặng mệt quá rồi. Đuối quá rồi. Dạ giờ phòng số 1 sẽ đi lại cái kim thì tự tháp của chú chị em ơi. Dạ. Nhưng mà ở chỗ này thì mình cũng không vô đâu, rút kinh nghiệm rồi. Giờ mình ở ngoài thôi chứ không có vô nổi cái tất cả các trò chơi đây nha cô chú chị ha. Dạ. Hả? Đây kim tự tháp của chú chị ơi, miễn phí mà, miễn phí kìa. Đó, đứng xếp hàng rút kinh nghiệm bên kia rồi, giờ bên đây không thèm vô nữa đâu. Dạ.
khi nào trống á thì là mình phong phong cái mốt vô ghi hình gửi của chú chị xem dạ. Chứ giờ thì khô rồi. Má trời rồi đó. Bà, chào bà, chào mấy cô nha. Dạ. Nắng quá hả bà? Nắng quá. Cho. Dạ cho vô. Cho vô nhưng mà giờ vô liền không được, đứng phải chờ coi. Dạ. Mình ở đâu bà? Ở miền Tây. Cái lại Tiền Giang hả? Dạ cái lại Tiền Giang hả cô chú chị mình ha. Dạ. Ôi ôi người ta kìa. Trung trung các tỉnh về đây quá nhiều luôn. Dạ. Wow. Mình đi đông không bà? Đi gia đình xe có 16 chỗ hả? Dạ đi xe 16 chỗ ha. Dạ. Wow. Quay hướng đi vô. Dạ. Đâu? Đây là rạp chiếu phim 4D của chú chìm đây. Đó, à, cái này hình như trống nè ha. À, cái rạp chiếu phim 4D là như trống của chú chìm đây. Còn mấy chỗ khác hình như hơi bị đông. Wow, người ta. Quá trời quá đất của chú chìm đây. Quay chắc hơn trăm ngàn người quá. Hơn trăm ngàn người, mấy trăm ngàn ha. Phải mấy trăm ngàn người cô chú vừa rồi. Ôi nãy mình dở quá mình vô mình chen cái chỗ đó làm chi không mất thời gian hết. Ừ. Ở trong đây bây giờ bán cái gì cũng ngon hết, đọc cho tới đây là bán cái gì cũng ngon hết. Nhưng mà thấy có sách mấy cái bịch heo là chắc ăn à. Hủ đồ ăn này là chắc ăn, mình cũng cay không có hủ gì hay cô chú chị ha. Nhà chai nước là quý lắm rồi chứ hết có gì nữa. Biển người, biển người của chú chìm rồi. Ơi bên đây cái gì nè, ngủ khủng thiên cung gì nè, nhưng mà mình không có vô lọt đâu của chú chìm, quay ghi hình cho cô chú chìm xem thôi chứ không vô nữa đâu. Khi nào ăn vắng thì vô của chú chìm rồi chứ. Trời ơi, có 12 tầng địa ngục là vô là không có thấy thú vị nhất mà không có vô đâu. Rồi, cái chỗ này cũng mát ha, mà không biết vô lọt nữa. Dạ. Hả? Ngũ Phụng Thiên Cung. Bí mật của Ngũ Phụng Thiên Cung cô chú chị em ơi. Dạ. Nắng lắm. Phòng số 1 là định vô nhưng mà hên xui của chú chị ha, vô được mình vô được thôi. Dạ. Ồ mấy chị em nè. Rồi máy của đâu không biết hả? Trời ơi. Đông quá nè, chỗ này mát không? Ok chỗ này mát, vô được bây giờ đang mát. Chỗ nào cũng đông hết, trò chơi nào cũng đông hết. Cho mọi người nữa đi ăn. Dạ, đây là Long Thần Đại Mê Cung như cô chú chị mình đây. Quá đẹp luôn kìa. Đang nuốt quá. Cái tưởng tượng là mình tưởng tượng như cô chú nha. Đang nuốt chửng một mớ người dân kìa. Wow. Đó, hồi nãy cũng như là địa ngục. Tranh giành vô địa ngục. Cô chú chị ha. Vì thiên đường mở cửa mình không đến. Địa ngục gì cửa đóng hen gài lại chen nhau chen chúc lại như cảnh hồi nãy như cô chú chị ha. Dạ. Còn đây cũng vậy. Long thần Đại Mê Cung đó đang tượng trưng là nuốt chửng một người ha. Đây là chị với em mà sao nãy đêm lên cũng gặp con đây cũng gặp nè. Trời đất ơi. Con tắm biển chưa? Chưa hả? Đó. Đây một tốp người cũng khá đông như cô chú chị đây. Dạ, nhưng mà mình nghĩ cũng không có vô nổi đâu. Dạ. Vô khám phá thử coi như thế nào nhưng mà vô không nổi đâu. Dạ. Đó. Cung Hoàng Đạo Đại Mê Cung. Wow.
Dạ thì bây giờ mình đổ về hướng biển nha cô chú chị ơi. Dạ. Hướng hướng biển đi. À trưa mình về hướng biển cho nó mát hả cô chú chị ha. Dạ. Hướng biển chỗ này không? Chị chỗ này không? À. À có một mớ người đi ra, mớ người đi vô hả cô chú chị ha. Dạ. Ở đây có đi ra có đi vô có rồi. Dạ. À đây là luân hồi chuyển kiếp nha cô chú chị ha. Dạ. Sao kì mình chết đi mình sẽ đi gì đâu hả cô chú chị ha. Đó, luân hồi chuyển kiếp. À. À tái sinh lại. À, mình làm ác á thì mình sẽ tái sanh lại làm quỷ, làm mã, trâu, làm bò, ngựa ha. Còn mình làm tốt thì mình sanh lên cõi lành. Cái này thì cũng dễ hiểu rồi cô chú chị. Dạ. Thì do mình tạo nghiệp là lành thì mình về vô lành. Mình tạo nghiệp ác thì mình về nghiệp ác cô chú chị ơi. Dạ. Bến xe trung chuyển kìa. Trước là bến xe trung chuyển nha. Vô nhiều hơn ra nha cô chú chị mình ơi, rất là đông. À, bến xe luân chuyển cô chú chị mình ơi, thôi mình đi bộ cho nó dễ, còn không ấy mình lên xe nè, mình chở vô. Dạ. Nhưng mà phần số mốt thấy đa phần đi bộ cô chú chị ơi. À, đứng mình chờ, leo lên mình ngồi chờ không biết chừng nào chạy nữa. Dạ. À, đi bộ vô về hướng này là hướng biển ha. Dạ. Mình là cái tiếng này là tiếng đi vô biển nha cô chú chị ha, với vườn thú nha. Dạ. À, đây người dân đi vô qua khá đông nha cô chú chị mình đây. Dạ. À, trưa nắng mình đi vô hướng biển là tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời luôn ha. Dạ. 711 hecta là chỗ này có gì đâu hết. À, mình nghĩ là xuống biển cũng đông dữ dằn lắm nha cô chú chị ha. Rồi mình đến biển thử coi xem đông dữ nha tối nào. Dạ. Chắc cũng không có cho vô thoải mái đâu, vô thoải mái là đông lắm cô chú chị ha. Cũng cho vô từ tớp như tất cả các cổng khác ha cô chú chị ha. Dạ. Wow, quá là mỗi giờ cô chú chị ơi. Đứng nhìn mệt xíu à. Trời ơi. Người ta. Đó. À. Người ta cậu đó đó. À, vô là nhiều ra ít cô chú chị ơi. Rồi. Ở trên máy này là mấy tấm pin năng lượng cô chú chị ha. Rồi. Này người ta. Các nơi ùa về. Tất cả các nơi ùa dày. À lên vô đi tiếp của chú chị ơi. Quá đông. Quá đông của chú chị ơi. Giờ đổ xô về biển ha. Dạ. Cái hướng này là hướng biển của chú chị ơi. Đây. Quá ở đâu đồng của chú trình ơi. À, không hoàn tạo sắp tới biển à. Đó, sắp tới biển rồi chú trình ơi. Thôi tiếp tục đi tiếp. Con
Mai Hà Lạc nha. Quá đông. Không, không kiếp đâu. Cuối cùng cũng đã đến biển Đài Nam của chú chị em ơi. Nhà. Hầu như tất cả các trò chơi ở đây đều bị tê liệt hết nha cô chú chị ha. Nhà phòng số 1 đi thì thấy không có hỏi nào mà chơi hết ha. Dạ. Cứ đi vô khoảng chừng 100 người, khoảng chừng 10 người vô xem được thôi, còn 10 người đứng ở ngoài, còn 90 người thì sẽ đứng ở ngoài như cô chú ha, chờ đông lắm. Dạ. Mỗi một lần cho vô thì chỉ dừng 10 người thôi. Và đứng ở ngoài khá đông, mấy trăm người luôn. Dạ, chứ đừng nói một cả trăm người. Rất là đông ha. Dạ. Mà không biết bãi biển sẽ như thế nào nha cô chú đi. Mình sẽ tiến hành đi vào bên trong bãi biển của chú chị ơi. Dạ. Trưa nắng mà. Giờ này xuống bãi biển thì chắc là xuống một rồi cô chú, nhưng mà không biết sẽ như thế nào ha. Rồi, mình có số 1 mời cô chú cho anh chị mình tiến vào bên trong. Dạ. Vào bên trong thôi, let's go. Quá đông. Có đi lạc cô chú hay đang phong hành á. Dạ. Các bé đi lạc cô chú nhìn đây. Dạ. Vô tắm. Rồi. Quá đông luôn. Không. Đây, vô lọt vào cái bên cổng bên trong con cô chú chị ha. Dạ. Nhanh quá. Rồi, mình vừa bước vào bên trong con chú chị ơi ha. Đây đây là biển đâu biển đâu. Tới biển chưa? Nắng quá. Người ta không hả? Mình ở đâu chị? Tây Ninh hả? Dạ. Đồ mình đi trong không? Dạ, đi xe 16 chỗ ha. Từ Tây Ninh xuống cô chú chị mình ơi. Dạ. Dạ, mỗi chân quá hả cô? Rồi, cô nói đồ mỗi chân quá rồi. Dạ, dạ. Thôi về cái bữa 16 tháng 8 gì rồi, phòng số 1 có đến đó. Cũng rất là đông ha. Dạ, nhưng mà không bằng đây ha. Đây đông ha. Dạ, vui lắm. Dạ. Mỗi khác nhau đúng rồi. Dạ. Dạ. Ờ. Mình phải giới thiệu tháng mình số 1 chứ mới được không? À dạ. Tháng 10 này còn tháng 10 này nữa. Tháng 10 này sẽ dạ. Đúng rồi, ngày hoàng hai đại đạo ha. Tháng 10 mà chưa biết ngày nào hả? Dạ, tháng 10 ha. Dạ. Còn cô thấy sao bữa nay so với rằm tháng 8 ở Tây Ninh mình sao? Ở đây á. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Xin mời mẹ Hiền. Ngay bây giờ về phòng thông tin biển để nhận lại con trai tên Khang. Xin mời mẹ Hiền ngay bây giờ. Dạ. Thì bữa tháng 8 có lên đón quay rồi. Dạ, rất là đông. Dạ, dạ. Ở Bình Dương coi, Bình Dương nè. Dưới tôi, Bình Cát, Bình Dương mình. Dạ. Ở trước mặt này là biển nha. Mấy cô, mấy chú, mấy cô, mấy chị mình có tắm chơi tắm biển chưa? Dở cả rồi, tắm đâu được đâu. Tao đứng khích nhau quá tắm không được. Phì ra là vậy. Rồi đi. Dạ, chào mấy cô nha. Dạ, mấy chị mình. Dạ. Mình sẽ đi vào bên trong của biển của chú chị ơi. Dạ. Ở đây là một cái chỗ bằng phải nói là khủng khiếp nhất. Người biển trời này lúc này là xuống biển tắm là ok rồi đó. Dạ. Trời ơi, hồi đó thì vào phòng số 1 có đi xuống đây tắm một lần này cô chú chị ha. Dạ. Đi xuống đây tắm một hồi, lâu lắm rồi, cách này là khoảng chừng 20 năm cô chú chị mà ơi. 20 năm về trước. Đây biển, đây tới biển rồi cô chú chị em ơi. Tới biển Đại Nam rồi đó. Quá xa, quá xa. Biển Đại Nam, trước mặt mình là biển Đại Nam nha. Dạ.
Rồi rồi. Trên trời với người ta. Miễn phí có khác ha, lý do ha. Miễn phí có khác liền. À. Thì người dân mình là có chút gì ha? Dạ. À chỗ nào à? Có miễn phí thì chỗ đó có người dân đến ha, chú ha. Ở đây thì chính mấy cái ngày lễ á, chủ nhật cũng đông rồi cô chú chị ha, không cần miễn phí cũng đông rồi. Nhưng mà miễn phí nó sẽ đông gấp 10 lần. Dạ nó đông nghẹt ngùi luôn, đông không khởi tả. Dạ. Chứ bình thường là cũng hello xin chào rồi nha. Dạ, bình thường là đã đông rồi các ngày lễ chủ nhật nè. Thì ở đây cô Hằng với chú Dũng có để những thùng từ thiện đi của chú chị ha. Dạ tuy rằng mình vô vé rồi mình miễn phí, tất cả rồi miễn phí, nhưng mà mình đến đây mình sẽ bỏ vào cái thùng từ thiện này của chú chị ha. Thì tấm lòng heo tì hay tấm lòng mình của chú chị hết nhiều gì hay tì tấm lòng mình nha. Dạ. Wow. Vào bên trong đây là mát nha cô chú chị, mà trước hết là mình cảm giác là mình nó mát. Dạ giữa trưa luôn mà cảm giác nó rất là mát nha cô chú chị ha. Trời ơi thôi phải bàn luôn rồi, thôi bàn đó. Đây là biển của chú chị ha, chưa hiện bây giờ là chưa có sóng. Dạ chưa có sóng ha, sóng đây là sóng nhân tạo nha cô chú chị ha. Sống là hình như là phía bên đây ùa qua nè. Dạ. Quá đẹp luôn. Lý Dương có tắm dưới đây lần nào chưa? Hồi xưa Phong Thú có xuống đây tắm nè. Đó. Trẻ em mà. Trẻ em, đúng rồi trẻ em. Nhưng mà hồi đó mình tắm chút chút hết là mình đi giáp vòng này hết. Dạ. Đây là cái tháp treo lên được xuống đây nha cô chú chị ha. Dạ đây. Wow. Leo lên cái tháp này thì được xuống. Tháp thì được xuống đây, còn cao thì muốn cao thì leo được xuống đây. Dạ. Đó kìa, leo lên. Quá trời đó. Đông luôn. Ở chỗ này là sóng biển của chú chị em ơi. Đó, cái chỗ này là chỗ 2 mét chỗ sâu nhất ha. Chỗ này là chỗ có tạo sóng nha. Mà sao giờ chưa có tạo sóng chứ chỗ này là có tạo sóng. Sâu 2 mét nha. Nước rất là trong xanh. Đây, một cái bãi biển tuyệt vời của chú chị ơi. Wow. Chụp cái nó đẹp. Wow. Trời ơi, nó lộn ngoài không cứng rồi. Cải đi. Đâu chưa mà. Trưa trưa nắng mà cỡ này là tuyệt vời của chú chị ơi. Dạ. Wow. Wow. Nước trong xanh luôn. Đây biển Đài Nam. Leo cái cầu chuồng này nè, được xuống đây rồi. Quá quá hơn. Đây là cái chỗ xì lấy cái đầu chú hả? Xì vậy? không biết không rành ha. Dạ thì ở đây mình leo lên cái cầu hang này cô chú chị, mình leo đây là tuốt trên đó nha, rồi lên đó mình xấy bằng bằng xuống cái ô này nha. Dạ xuống cái hồ này hả? Trời ơi, ai mà hết cảm giác mạnh thì leo lên đây. Xuống dưới cái biển này nha cô chú chị ha. Trưa giữa trưa mà có biển vậy là quá tuyệt vời rồi nha. Dạ. Quá tuyệt vời rồi. Trời ơi nó mát mẻ, quá mát luôn. Khá là mát nha cô chú chị mình ơi. Trời ơi Lý Dương ơi. Ở đây á mà chẳng lẽ mình xuống một tắm thì nó mát rồi ha. Dạ bây giờ có sóng rồi cô chú chị ơi. Dạ
Wow. À, nước nước biển thì trong trong xanh luôn. Dạ. Sống nhân tạo cô chú nhìn đây. Wow. Mình đứng đây thôi mình cảm nghe giác mình nghe cũng mát rồi cô chú chị ơi. Đằng kia có cái cầu chỗ à, leo lên leo xuống kìa. Dạ. Sống cao lắm nha nhà. Sống nhân tạo nhưng mà làm cao lắm. Này trồng quá quá rồi đã trồng mát quá rồi quá rồi. Ở đây phòng chúng mới thấy ra phải có cái phao như cô chú chị ha, mình có cái phao là nó an toàn hơn ha. Yeah. Mặt nước sâu nhất là tầm 2 mét là sâu nhất cô chú chị ha, còn khu vực chỗ này là khoảng chừng 1,8, 1,6 đằng kia. Dạ. Đây là anh cứu hộ bảo vệ đây ha cô chú chị ha. Dạ. Về mấy ngày nay chỉ do đây kẹt mẹ rồi mẹ. Wow. Đu theo mấy cái pha cái dây phao này cô chú chị, đu theo cái dây phao ha. Quá mát luôn trời ơi, trồng xanh luôn, nước rất là trong luôn cái nhà. Dạ 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 kia. Lên trên cái tháp trên đó cô chú chị ha. Đây vòng xuống đây qua biển qua bãi biển kia. Còn bãi đây là không có tháp, không có chạy xuống đây được nha. Dạ. Trời nắng xuống đây tắm là số 1, không còn gì hết, giờ không giờ đang nắng lắm. Nam tắm nhiều hơn nữ hết cô chú chị ha. Yeah. Đúng là biển. Biển nhân tạo. Ai có đem đồ xuống đây tắm được ha. Yeah. Cái trò chơi này không có trò chơi vậy. Thôi mình đi chỗ khác của chú chị ha. Dạ. Mình đi tiếp chỗ khác mình xem thử làm sao. À, vườn phú hay gì đó hai cô chú chị ha. Rồi. Mình coi coi vườn phú không biết chỗ nào nữa cô chú chị ha. Go lên đường. Hồi nãy hồ đông bây giờ hồ bên tây cũng y chang nhau cô chú chị ha. Dạ, nhưng mà hồ bên này có cái máng trượt xuống đây nè. Dạ, đây là mình lên trên cầu đây nè, mình bên đây trượt xuống cái máng này nha. Dạ, nhưng mà mình không có leo lên kia cô chú chị, mình leo tới đây ghi hình cô chú chị xem được. Mát quá, mát luôn ha. Dạ đó. Bây giờ trưa rồi, cô chú chị ăn cơm xong rồi mình đây là hồ bên đông nè. Mình đi quay vườn thú hay cô chú chị mình ơi. Dạ.
Rồi, let's go, đi xuống thôi. À, mình sẽ ship hàng vào đây mua cơm nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Bây giờ Lý Dương mình đang ship hàng mua cơm đó. Trời ơi, ở đây khủng quá cô chú anh chị ơi. Vỡ trận rồi, giờ ăn cơm cũng không biết có cơm để ăn rồi chứ. Vỡ trận à. Đông quá, đông cô chú anh chị ơi. Biển kìa, đầy người ta. Kế biển ha, quán cơm kế biển như cô chú anh chị ha. Dạ. Quá sáng quá ra. À, Lý Dương đang kêu cơm đã mà mình gọi đây chào cô chú chị ơi. Vừa đói vừa khát nữa. Mình, cái lịch trình của mình thì ăn cơm xong mình sẽ đến vườn thú nha cô chú chị ha. Dạ, mời cô chú chị đón xem. Dạ. Đến vườn thú, ghi hình gửi cho chú chị xem. À, thì đây là đến biển rồi ha. Sau khi đến biển mình lên đây ăn cơm. Dạ. Ngồi chờ nãy giờ hết cơm của chú anh chị em đây và ngồi chờ nữa. Dạ. Rồi. Giờ mà ra ngoài ăn cơm thì cũng không được, mà ở đây thì hết cơm rồi. Phải đành phải ngồi chờ tiếp cho cô chú chị, chờ chừng nào mà ta nấu cơm có cơm nữa ăn để mình ra. Dạ. À. Dạ, sau khi ăn cơm nước xong thì đến vườn thú của chú chị mình đây. Dạ, nghe nói trước về này là vườn thú ha. Đó, đây dân chúng bà con cô chú mình đi cũng rất là đông nha. Dạ. Mặc dù là trưa nắng. Mặc dù là trưa nắng, Phong không có nghĩ hôm qua kia đây chắc cũng không có đâu. Có chỉ bữa nay thôi cô chú chị ha. Dạ, chủ nhật từng giờ rồi. Thì sau này là ngày mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10, 20 tháng 10. Đó, còn ba cái chủ nhật sau nữa đồng hết cô chú nha. Bây giờ thôi sớm mốt từ nào giờ đi đây hình như là chưa có biết cái vườn thú của chú chị ha. Hôm nay mới là lần đầu tiên Phong sớm mốt đi đến đây ha. Dạ. À, còn cái biển đó thì Phong sớm mốt đã có đi rồi. Dạ. Đó. Rồi. Lần đầu tiên đến cái vườn thú Đại Nam của chú chị nha. Nắng quá, giữa trưa hè nắng gắt luôn, nắng gắt luôn. Nếu mà nắng về là chiều có mưa nha cô chú chị ha. Dạ. Ôi ơi, dân trong Phong sầm hốt có cái dù bị người ta cướp mất tiêu rồi. Giờ chưa cần dân nắng hay cô chú chị ha. Dạ. Dạ, đây là đường vườn Bách Thú Đại Nam của chú chị ha. Dạ. À, bên trong mình dòm ra nè. Đó. Dòm ra mình thấy như thế này nha cô chú chị ha. Có gà, có hu, đặc biệt có cặp gà trống và gà mái nha cô chú chị ha. Rồi, đây là vườn thú Bách Gia, vườn Bách Thú Đại Nam. Wow, vô cái trong cô chú chị em đây. Yeah. Wow, bò dê hu gì hả, cọp báo sư tử gì ha cô chú chị ha. Yeah. Rồi, vào bên trong coi như thế nào đây. À, tất cả được miễn phí của chú chị ơi. Dạ. À, vào bên trong của chú nhìn đây. Dạ, quầy bán gì. Wow. Vô bên trong. Phía bên tay phải nha. Dạ, bên tay phải của chú chị ơi nha. Dạ, thì đây là những cái khung thực hiện của chú chị ha. Dạ. Bên đó cũng có nè. Nhưng mà con số 1 thấy hình như là khá ít như cô chú anh chị ha. Dạ. Đa phần thì cô chú bỏ tiền ở mấy khung ngoài hết. À, tới đây thì vào những cái trò chơi này thì đều có khùng hết cô chú anh chị ha. Tại vì mà mỗi lần mình vô để mình có vé, có cổng rồi, thì hôm nay thì không có thì mình sẽ bỏ vào khung quỹ từ thiện. À, cô sẽ đi thực hiện vào miền Bắc của chú anh chị ha. Dạ. Thì ở nhà phòng 61 không có một cái chị kia chị nói này được cũng đúng ha. Dạ. À.
cũng đúng là đúng cái vụ mà ở đây có Hùng Thuyền không, chúng không biết có ha, nhưng mà để nói là ở đây có Hùng Thuyền mà đúng là mình không thấy có ha. Dạ. Rồi đâu giờ mình đi xem gì đây không biết nữa, đi theo hướng nào của chú chị mình không, cái mốt chưa có đi chưa biết ha. Dạ không biết hướng nào đây. Wow. Dạ. Bạch thú là quá đủ loại thú của chú chị đây. Wow, đi đây là một cuộc hành trình đi bộ là cũng xa vời á. Dạ. Mình cũng chưa biết đi bên nào là đúng, bên nào là sai ha cô chú chị ơi. Giờ mình trước mắt mình đi hướng này đi. Đó là cái nhà rông như gì kìa. Wow. À. Đây. Có để bảng hiệu kìa. Có cổ dê, giao ngựa, vằn, mã gì đây, hướng này. Cái mũi tên hướng này của chú chị ha. Dạ, mình đi hướng này. Đây, con gì đây? Wow, con đại điểu, con này con đại điểu hả? Phải đại điểu gì? Qua, con, quay ra, quay ra. Trời ơi, nó tưởng thức ăn. À, đây là cái con đại điểu. Nó không có để chữ mà đứa con này là con hươu cao cổ. À đúng rồi, con hươu cao cổ kìa. À. Con đại điểu như cô chú chị. Nó có hai móng à. Có đại điểu không? Ừ, có hai móng à. À. À cái chân con khác mà chạy ghê lắm nha cô chú chị ha. Rồi đi vào bên trong của chú chìm lên hu câu cổ ra, mình sẽ đi vào bên trong xem hu câu cổ của chú chìm lên. À cái nhà này là như là cái dạng nhà rông nha cô chú chị ha. Dạ do có năng lực để nói chuyện với cô chú chị mình ha, chứ năng lượng chứ mới nạp năng lượng vô cho hồi nãy cũng quá đuối rồi nói cô chú chị mình có khi nghe cô không rõ ha. Dạ. Dạ con nhà đi vào bên trong mình phải leo lên cái này khi đi vòng qua cô chú chơi. Dạ đó, leo lên 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 nóc nhà là bắt cái con gà đó. Rồi mình lên tới trên đây cô chú ha. Dạ đó. Wow. Ừ, còn nhiều kia rồi. Rồi tâm của chú nhìn lên. Wow. Nhà rất là đẹp. Khu cầu cổ đấy. lần đầu tiên con sẽ bóng thấy cô chú chị ngoài đời. Trời đất ơi. À, nó đi rồi hả? Con này à. Cần Thơ với quê mới. Wow. Lần đầu tiên. Wow, con thấy á, con ở nó cao. Quá trời, cô chú chị mình đang dồn về hướng này. Đó kìa. Đó. Chốt luôn rồi. Cao quá cô chú chị mình đây. Cột cái nhánh cây mà treo lên vậy đó cho nó ăn. Ôi ôi, lần đầu tiên mà thấy nha con chú chị ha. Giờ không biết được không con. Nhỏ lớn giờ mà thấy tận mắt rồi cô chú chị này. Ăn cái nhánh cây mà đây. Cái lấy nhánh cây treo lên. Đó, kìa kìa. Wow. Ê. Ừ. À. Nó nghịch sáng rồi cho chị ha. Dạ, mình đang đứng ở chỗ tối quay ra sáng đi. Cái nghịch sáng. À, cái phần của nó cũng giống phần dê nha cô chú chị. Dẻo vậy nó ăn vậy. À. Để con thấy chưa? Cũng như phần dê vậy.
nằm cái lá cây. Yeah. Nằm cái lá cây. Cắt ra mấy cái nhà lồng trong đó, nó có gì nó vô trong mấy cái nhà lồng trong đó ở của chú chị ha. Á, à, cái nhà bên đó là nó vô đó á. Cầu cầu đó nó còn chú chị bên này. Cầu quá cầu. À. À, đi con khác. Con này là Cầu ơi đi nào ơi. Dê này là dê. Dê đẹp nha. Đây. Bắt rồi, cho bắt vô. Oh. Quá trời đất. Đứng đi vào kìa. Hai hai. Đó. Nó lại đây luôn nè. Wow. Ôi nó lại xét luôn. Nó lại xét ơi, nó lại xét luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đây nó giờ xét mình luôn cô chú chị em đây. Trời ơi. Trời ơi, xét kế bên luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Lần đầu tiên luôn mới được dòng thương câu cổ. Trời ơi, kế bên luôn. Xét bên luôn. À. Wow. Lần đầu tiên cô chú chị em lại thấy à bên luôn. Hú hú nó nghe kìa. Ôi ôi. Ôi, xin mãi thiền lắm cô chú chị ha. Trời ơi, đúng là hươu cao cổ. Cái người nó cũng cao chứ không phải là cái cổ nó không nha cô chú chị. Cái chân nó cũng dài nữa. Đó kìa. Cao quá, cao luôn. Trời ơi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Wow. Wow. Tính ra nó cũng hiền cái cô chú chị ha. Nè. Đây nó cũng hiền. Thấy không? Ừ. Hello, hello. À, đúng được, phép đúng rồi. À. À, so với ở trong phim á thì à, thấy nó không có gì lạ nha cô chú chị ha. Nhưng mà phong số mốt hiện giờ mình đang gặp ngoài đời á, là nó rất là nó mới mẻ, như là lần đầu tiên mình gặp cô chú chị ha. Nó có cái gì đó rất là mới mẻ, rất là lạ ha. Dạ. Cao to. Mình phải leo lên cái nhà sàn nè. Đó. Như mình leo lên cái nhà sàn ở bên đó vậy đó. Mình leo lên đây, mình dòm xuống. Mình cầm điện thoại đây, mình cầm không khéo nó lọt dưới thì cũng mệt á. Dạ. Nằm cái lá cây nè ha. Dạ. Dưới cái máng cỏ nè. Cái máng cỏ nè ha. Dạ. Đó. Wow. Thì mình thấy anh đội nó cam cam là như bảo vệ của cái chú này ha nha. Yeah. Có điều hẻ. Dạ yeah, thì rồi mình như đi được cô chú chị mình đi hoành ra của chú chị đây. Nha yeah, mình hoành ra nha, mình đi những cái con vật khác nha cô chú chị ha. Dạ yeah, rồi. Đây là cái ghét này cô chú chị ha. Thì hồi nãy phòng số 1 đứng bên đó đó cô chú chị ha. Giờ phòng số 1 qua bên đây, quay ngược lại bên đó nha cô chú chị ha. Đó. Ở hồ. Rồi, let's go đi ra cô chú chị đây. Thì ở đây thì phòng số 1 thấy có chú công với cò, hai chữ cờ. Công nha cô chú, chữ cờ, cò. À, cò này, cần công kia kìa. Công cho cô chú thấy, chị thấy rồi nha.
Đây là con đà điểu to nha cô chú chị ha, không cho mình lại gần ha. Nãy thì đà điểu nhỏ, còn bây giờ đà điểu to là mình cách đà điểu này một cái con mương này nha cô chú chị ha, mà nó lại vô mút trong nữa rồi, cả như là có thấy rồi. Đằng kia thì có bò, không biết bò gì, không biết này không làm nha cô chú chị ha. Bò Việt Nam, bò Việt Nam bình thường mình hả, bò bố mình gì đó, hai con bò, hai đứa nè, có con hươu sao nữa kìa. Trời ơi, con hươu sao này nè, đó con hươu sao nữa cô chú chị ơi. Có cái con chim gì đây nữa, con trĩ, con công gì nữa. Rồi, rồi. Đây đây đây, con trĩ, con công gì nè. Đó. Hoàng hoàng đây mấy chú hưng nha. Đứng chờ bên đây là điểu, nhưng mà bên đây là ngựa vằn với ngựa hường mình, cô chú chị, ngựa ô, ngựa bạch gì nè. Đó. Đây ngựa vằn. Rồi nhỏ lớn gì cũng thấy mà mắt thường luôn. Ngoài đời luôn, ngựa vằn. Ngựa quan giả của chú chị ha. Dạ. Rồi đi tiếp vào bên này của chú chị. Cái chỗ này có trưng hình hà mã, là chắc ở trong đây là hà mã của chú chị đây. Đó. Đó, hà mã đó. Wow. Béo vậy. Nó bóng ngáo rồi, nó nước nước luôn ta. Ờ, con nó chảy. Nhìn mỡ vậy đó. Chưa chú. Ừ. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 nữa kìa, thầy đưa lên dưới nước kìa. Ờ. À. To quá của chú chị rồi ha. Cái gì trên nào cỏ không à? Con quá trời luôn. Wow. Quá. Xuống nước luôn cả. Ôi nó kêu kìa. Đó. Nó cười hả? Không biết nó cười hay nó kêu gì không biết nữa. Ôi nó lặn nước luôn mất tiêu rồi. Ôi ôi. Lặn mất tiêu rồi. Đó. Rồi, à, cái chỗ này là chỗ thức ăn này, ăn cỏ vô chú chị. Cái chỗ này là chỗ bỏ cỏ cho nó ăn. Yeah. Rồi đi tiếp chỗ khác của chú chị đi. Dạ. Đây là một cái miệng của hà mã rồi đó. Đi vô đây rồi mình thấy cái gì trong đây. Rồi chỗ này nước trong quá cô chú chị ơi, mà không biết cái gì đây, không biết nữa. Cá hả? Nuôi cá bình thường chứ đâu có gì đâu. Mấy con cá nè, mấy con cá vệ sinh nè, mà không có cái bốt hộp cái tay xuống. Cái gì dài đây có gì không? Đâu có thấy gì đâu. Chỗ này mua đông quá. Con cá gì vậy? Wow. Quay, khủng khiếp. Cái rồng cái gì nè cô chú chị ơi. Trời ơi. Đi ra nào. Hai con lượt luôn. Không có để cái tựa cái này cái gì ha, không biết ha. À, con người nó không phải là hai tượng. Sao không xê lại đây coi. Cô chú biết cái này cái gì cô chú chị ha. Còn con cái nhỏ này là con cá mồi để thức ăn của con cá lớn đó cô chú chị ha. Dạ. Cái đó kìa. Ồ hả học ra kìa. Wow. Đây vừa là con dòng cá cánh này. Cái hải tượng phải không? Không phải phải không? Phải. Cái sấu hả? Cái
này cá gì nó sống xong gì đó. Ờ, cá chắc cũng quý hiếm không? Trời ơi, nước nó cũng không trong lùm như cô chú chị. Trời ơi, đây đi. Đi quần lên ra cô chú chị đây. Đó, rồi ra. Thì ra là con nãy Phong số 1 quay là cá hà mã. Với con này con cá nãy là cá sấu quả tiễn như cô chú chị ha. Đó kìa, để như là cá sấu quả tiễn hồi nãy mình vô trong đó mình quay á. Dạ. Thì ra là cá nãy là cá sấu quả tiễn. Dạ. À đây là gấu như cô chú chị ha. Dạ. Gấu chó, gấu gì vậy không biết. Dạ. Đây có mấy con gấu này nè. Đây con đang ngồi ở giữa. Gấu phải ngồi giữa vậy là lúc này gấu rồi cô chú ha. Dạ. Đó. Đang nằm hở hay dưới đây là nuôi cá nha cô chú chị ha. Dạ. Đây nuôi cá đây mà không biết nó xuống đây nó bắt cá nó ăn hay là mình cho thức ăn gì mình không biết ha cô chú chị ha. Rồi, let's go đi chỗ khác cô chú chị ơi. Ăn cá lụa không? Ăn. Wow, trời quá đất đông. Đâu ơi là đâu? Trời ơi, giờ đi. Đây là voi của chú chị đây. Đang cỏ, voi đang cỏ. Hai chú voi. À. Ở đây này có thấy nhân phòng số 1 thấy có nhân viên xây cỏ trồng trồng cỏ xây cỏ cho nó ăn. Bầm cỏ cho nó ăn cô chú nhìn ha. Lô tài hay gì chứ mỏng quá, rách te tô luôn kìa. Mỏng dính nha. Hai bên lô tài mỏng quá bị rách. Dạ. Khỏe nha, đi đi. Nó mạnh lắm cô chú nhìn ơi. Dạ. To quá rồi đã cái đầu voi kìa đó, còn hai cái trán dù dù luôn. Đằng kia rõ hơn đây ha. Đủ ánh sáng còn đây nó không rõ. Gần quá. À, người dân cô chú chị đang xem. Dạ, rồi, đi ra cô chú chơi đây. Nó đang làm gì vậy? Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy cô chú chị rồi. Nó đang làm gì vậy? Nghe nó không đang yêu nên nó đang yêu nhau. Ờ nó đang yêu nhau, hên quá con chú chị ơi. Trời ơi, lần đầu tiên con thấy luôn. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Dặn rồi đó, đúng rồi. Không cho. Dặn rồi đó. Trời ơi. Giờ không cho. Dặn rồi. Trời ơi. Đây đực đây. Trời ơi. Trời quá, lần đầu tiên con thấy luôn chú chị em ơi. Wow. Ừ. Lần đầu tiên luôn. Thấy anh ta bắt gặp anh ta làm chuyện ấy luôn. Thôi không biết bắt cỡ luôn, người ta đứng quá trời đây luôn à. Trời ơi. Quá trời đất luôn. Trời ơi, đợi đi gần gần đây luôn, xét đi luôn rồi. Dạ. Yeah. Wow. Rồi, mình xem nhiều đây được rồi cô chú chị em ơi. Dạ. Đây, đó. Phong số 1 xin chào cô chú chị nha. À, đây là một cái đằng sau là một ổ như cô chú chị ha. Wow, đó. Wow. À, đâu. Và đi xuống cô chú chị đây. Dạ, đi xuống nha. Nó đang đi đại tiện hay tiểu tiện vậy? Ui, nó ơi. Trời ơi. Nó đang ị, nó đang ị.
đen ấy. Trời ơi, sao bữa nay vô ghi hoàn toàn là thấy những chuyện gì đâu không à. Trời ơi. Rồi thôi đi xuống cô chú nhìn đi. Dạ thì bên kia là sư tử nha cô chú chị ha. À bên đây là báo nè. À. Báo bông vàng, bông đốm gì đó. Bông đốm nha bông. Bông hoa mai gì nha cô chú. Bông hoa mai. Wow, hai. Hai báo nha. Đó. Báo hiệu. Con số 1 hơi nhỏ hơn sư tử xíu hơn cô chú chị ha. Dạ. Trời ơi bằng mắt không đó, nhỏ lớn nhiều thấy luôn bằng mắt không đây là đâu rồi sư tử rồi đó. Ồ đây là con cọp đây báo rồi mình sẽ đi đi kiếm sư tử của chú chị nha. Bắt đầu còn sư tử nữa ha. Rồi let's go đi xuống đó, đừng tưởng gặp cũ là gặp chết nha con chú chị ha. Nó đang ngủ kìa. À là thì hồi mà lúc ba mình nói là mình đi mà mình gặp mà cọp ngủ á là không có may mắn nha cô chú chị ha. Dạ là phòng số 1 tính không ghi hình nhưng mà thấy nó đang ngủ ngon lành thì cũng ghi hình gửi cô chú chị xem ha, là cọp ngủ nè. Dạ à, đang ngủ rồi. Let's go đi tiếp qua bên kia nha cô chú chị ha. À. Đây là cái biểu tượng là sư tử của chú, thì trong đây là sư tử. À, biểu tượng cọp là trong đây là cọp nha cô chú chị ha. Dạ. Đây là biểu tượng sư tử nhưng mà con chú mất thấy à. À trong đây là ông cọp nha cô chú ha. Dạ rồi đi vô trong, mỗi lần muốn quay vậy thì mình phải leo lên cái cầu hang ha. Màu cam cam này nè. Dạ quay ghi hình để cô chú nhìn xem ha nha. Đó leo lên đây nha. Đó leo lên. Wow bên kia là sư tử nha cô chú chị ha. Thì mình đứng đây là lại nó làm sao nữa. Đây cọp đây. Chạy biết sao vậy? Chạy sao lại nó mà chạy. Đúng rồi, chạy không lại đâu. Bẻ cây vậy. Ồ rồi, hai. Chạy xe đua chạy hai. Nó chạy bộ sao lại. Hai chú ra nha, chú ơi cô chú. Nó đi có nhiều đó, nó đi tới đi lui hoài, đã nhìn mấy quận rồi đó. Nhưng mà còn đỡ hơn cho sở thú. Sở thú nó nằm đi một chỗ thôi. Ủa vậy đó hả? Nó nằm ngủ mà. Ờ, còn đây còn đi là mai không? Đi chen nữa, chen lại cái lối mòn lại đi đúng chen vậy, đúng nó không lệch một xíu nữa. Đi qua vậy? Đổi đường hướng rồi. Đi ngược lại, đi ngược lại. Đi ngược lại. Dạ, ở đây đặc biệt là đồ sư tử, o lộn cọp hay nhiều hơn cô chú chị ha. Dạ. Rồi, đi qua đây. Sư tử đây nha cô chú ha. Đây, mình lấy câu qua hướng này, leo cầu hang màu cam cam đó nha cô chú chị. Ở đây có cá rỉa chân, màu nè. Đó, cá rỉa chân ha. Dạ. Rồi xuống cô chú chị đây. Leo lên leo xuống né con. Đây là sư tử của cô chú chị ha. Chị đang ngủ luôn. Rồi xong nãy gặp cọp ngủ vô. Cọp sư tử ngủ vô lum hết. Bỏ tay rồi. Đang ngủ sư tử trắng nha cô chú chị ha. Dạ. Rồi. Ôi, rồi let's go quanh xuống cô chú chị này. Quanh xuống nữa ha. Đây là cái bản thông tin của chú mô tả ha, những con như thế nào như nào ở đây ha cô chú ha. Dạ rồi à, let's go mình đi lên đây ha cô chú ha. Mình lên đây, lên đây. Hai cái hoàng hổ, hổ trắng nha cô chú chị ha, đang nằm ngủ phơi hay luôn. Trời ơi quá trời đất, ngủ mê say luôn cô chú chị em đây. Trời ơi ngủ quá là mê say luôn. Đó. Quá trời đất luôn. Ngủ thôi. Rồi bây giờ mình đi xuống cô chú chị ha. Cứ leo lên leo xuống, leo lên leo xuống vậy đó. Từ đẳng ở đây là vòng qua eo lại là tất cả là à, hổ là nhiều nhất nha cô chú chị ha. Đây là nai nha cô chú chị em ơi. Trời ơi nai với gà chục lát, gà tây sống chung với mấy gà hường mình nữa. Trời ơi này
này. Rồi sống hòa đồng hai cô chú chị đó, mấy gà tây à. Nay là như có con hu hu nữa kìa. Nay với gà sao? Gà sao hả chứ không phải gà tây. Gà rừng đâu? À. À. Ở đằng kia nữa kìa. À. Lóc ngóc đằng kia. Có cái con trắng trắng này đâu phải nay đâu, con trắng trắng gì đó mà, con hu gì á. Con vàng á. Con đó chắc con hu. Ờ hu vậy. Ờ. Đi đâu rồi? Rồi mình ra cô chú chìm đây, nhà mỗi một cái như vậy thì nó có một cái chỗ mình tiếp cận nó gần hơn cô chú chị ha. Mình đeo mấy cái chỗ đỏ đỏ vàng vàng cam cam này là mình tiếp cận gần hơn. Rồi mình vô lên đường tiếp cô chú chìm đây, để coi xem coi còn gì nữa không nha. Nhà bên đây là cái gì tổng hợp luôn đó, voi sư tử gì khỉ tùm lum hết thành tượng cô chú chị ha. Tôi sẽ mang này bán kem bán đồ nha, đây sạch sẽ hết đây. Bữa nay gần bán không còn cái gì mình để gọi là bán luôn cô chú anh chị đây. Dạ đâu à, con dọc con vượn vậy nè hả. Wow, heo gừng rồi cô chú nha. Vượn dọc à, để cái bảng này nè, cái bảng vườn vườn vọc vườn dọc à, vườn dọc luôn chứ gì ha. Đó, nó nằm trên cây nè, nằm cây đó 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 đó. Mình may mắn mình lợi chỗ nào thì từ chỗ đó cũng cho mình quay phim à, nó cũng gì nó diễn tả cho mình quay cô chú vậy ha. Đó à. Chứ nó làm hình thì mình cũng khó cái mình còn quay. À. Đó. Hai tay luôn kìa. Hả? Xa quá con chó nhà. Chuyển cây này qua cây kia. Nào đứng im đó. Heo này heo mỏi chứ không phải heo gần nha. Dạ. Đó, heo mỏi. Ủi bình thường. Wow. Cái dòng nước này là cách cho nó không có chạy qua nha cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi let's go lên đường đi chỗ khác nữa cô chú anh chị ơi. Ở đây thì khỏi phải nói là đúng là vườn bách thú, cái gì cũng có trong đây hết. À, bách gia trăm họ. Rồi vườn thú và bách thú nữa cô chú anh chị ha. Trời ơi. Cái anh này với ông khỉ kìa sao đứng chống nạnh giống y chang nhau vậy? Hả? Giống gà. Rồi nè, à, chụp. Wow, đây là cái gì thế đây? Cái càng này. Có nhiều cái có nhiều cái ở đây lắm kìa chú vậy ha. Dạ. Cứ coi cái bảng hiệu đây là trong đó con gì vậy? Wow. Đi vào trong của chú vậy đó. Con gì nè. Thấy để cái hình không? Không có. Ủa? Wow. Wow. Con này con gì vậy? Ủa má. Ủa, con tê giác. Ô Phật, nhỏ lớn vậy mà. Ấy. Trời ơi. Cái quý nhất nó là cái nhọn nhọn trước này cô chú chị này đó. À, gọi là sừng tê giác nha cô chú chị ha. À. Wow, hình như nó có hai cục sừng hay gì đó mà. Hình như có hai cục sừng này cô chú chị ha. Đó, sừng quý nhất luôn á. Wow. À, bữa nay mình rướng mở rộng tầm mắt thấy đủ à, tất cả các loại con nha cô chú. Đúng là vườn hú vườn mà bách gia còn gì cũng có hết trời ơi. Đó, đến nỗi mà con hà mã mà mình còn thấy được mà đừng nói chứ con gì. À, con hà mã là khó thấy nhất nha cô chú chị ha, và khó gặp nhất. À, chú Dũng với cô Hào sao mà cũng giỏi quá, tìm tòi những cái con này đem về đây nuôi được hay không, giỏi ha, còn hay có chú gia ha. Dạ. À, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn. À.
Rồi rồi, nó dưới thì dịch. Cái sợi dây sạc hả? Không, dưới của mình cũng lo cho nó gần gần thiếu. Đi ơi, thôi. Đang ăn cỏ hả cô chú chị ha? À, con nhìn cái mặt con thái hiền hiền. Bố nó bị cưa xong rồi hả? Chưa, cái sừng con kia cưa đâu. Đó kìa. Con cũng vu vu lên đó. Cái đó là cái quý nhất á. Rồi, let's go. Chưa đâu mà cưa. Đó, con nhỏ con lên kìa. Rồi, let's go, lên đường của chú kia ra. Phòng số 1 phải tiếp tục lần này còn bị giác nữa cô chú về đây. Ôi thôi, có hai sừng. Cái sừng to dài lơ luôn. Còn đi lên kia rồi. Còn gì nữa đâu. Sao mà hên quá vậy, xua quá vậy. Ôi, cục sừng cho lửa luôn. Rồi, đi lúc luôn con kia rồi. Rồi, đi, dài, kiếm nó coi. Quay cho bằng được. Đây, đi. Đó, anh này, chú này đang cho ăn hả cô chú chị ơi. Có đường nó vô. Trời ơi, to. Cái sừng. Sừng tê giác kìa. Con nãy con nhỏ, con này cái sừng. Khá khủng khiếp luôn. Đó. Quý nhất là cái sừng nha cô chú chị ha. Mà không biết sao nó vô đi được không. Chắc nó không qua được đâu. Đó kìa. Trời ơi. Nó đang ở đằng kia tại nó gặp cái chú này hình nó qua bên đây nè. Cái nãy đằng kia. Đó. Rồi bây giờ nó quành lại đây, nó quành lại đây. Đó. Con này là kêu bằng phong số 1 nghe hình như là con này chúa tể đường xanh của chú chị em đây. Dạ. Con này con dịch rồi, lê lê hả? Đây nè, đó kìa. Lê lê nè, lê lê kìa, đó kìa. Đó à, mẹ to đùng của chú trên mày. Wow, đi lời đặng mình ghi hình cho nó rõ coi, đi lời đặng, let's go lời đặng coi. Wow. Quá to luôn. Sắc ba lô. Trời ơi. Wow, lại gần đây luôn cô chú chim lên. Trời ơi. Chim mũi nó con voi luôn. À, quay mặt lại đi coi, quay mặt lại đi coi. Không, một khi biết mặt của nó là gì ta? Một khi biết mặt của nó là gì ta? Đó, đi lắng mình quay cái mặt đó cô chú chị ơi nha. Đây. Ồ, con này dạng ha. Dạng quá, ồ, đông vậy mà nó. Dạng. Nó không có nói năng gì tới mình không? Wow. Cái sừng nhú ra ha, đó cái sừng đó, sừng nhú ra. Ừ. Con ăn con nhỏ. Ừ. Wow. Nó ăn cỏ hay nó hiền quá ha, nó ăn cỏ. Hiền nó như bò trâu. Ờ như bò trâu bò vậy ăn cỏ. Ở đây mà nội mày cắt cỏ cho ăn thôi cũng mệt đó chú ơi. Đó là cái con ăn cỏ là con hiền. Ờ, ăn ngon ha. Thịt nó không giữ. Ờ, thịt không giữ còn ăn cỏ là nó sẽ hiền. Nhưng mà nghe nói không là anh này là chú tại Sơn Lâm phải không? Nhưng mà nhiều khi mình nhưng... cũng nhưng mà cái này lại gần nó chập phá rồi kia đó. Nhưng mà anh này là chú tại Sơn Lâm mà mình hay nghe nói vậy, anh này là cầm luôn không có sợ anh nào hết á. Cọp báo sư tử thì cũng sợ anh hết mà. Yeah. Anh có cái sừng đó nó bị lỡ. Đúng rồi, à, đúng rồi, à, nó bị hư vô đó. Ừ. Này nè. Đó là như cái chất sừng đó mà nó phụ. Chất sừng. Đó là chất sừng. Dạ. Wow, rồi. Về. Dạ vậy ha. Dạ dạ dạ. Còn lúc quay lại nữa này, quay lại nữa kìa, đó kìa. Không sao đâu. Không sao đâu hả? Mình có hàng rào mà nó không hiền. Chứ mà nó cũng hiền hay nó cỏ nó cỏ mà mình coi gì hấp dẫn còn mới lại mình gặp nó con kia ngủ không chán cái mẹ chán chết luôn mẹ lại ta là ngủ chỗ ảnh chỗ ngủ trong làng kia gà không gấu cũng ngủ gặp nó nổi cũng ngủ trước đó cỡ nó gầm cự nó làm dữ lắm nó hàng rào ta làm có đâu có làm cửa kiến đâu trước á là mình biến kế mình coi hấp dẫn lắm gầm cự đi tới luôn nó dễ hấp dẫn gầm nước mà lại đang ngủ không một thục cũng sao ngủ rồi chào chú đi ha dạ rồi đi lên đường của chú về đây let's go lên đường tiếp tục. Wow giờ này cũng xế chiều nha cô chú chị ha. Còn khoảng vài tiếng nữa thôi là mình sẽ cô chú chị mình sẽ gặp được cô Hằng trực tiếp cô chú chị em đây nha.
đi tiếp tục coi. Đây hai con tê giác cũng khiếp luôn, to đùng luôn. Rồi rồi. Nó đứng nó trong quay phim thoải mái luôn kìa. Ôi ơi. Cái sừng kìa. Rồi. Nhốt như mấy ngày hôm sau luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Ăn cỏ ha. Rồi đứng cho mình chụp hình quay phim thoải mái luôn. Wow. Cảm ơn. Wow, nó lại tiến gần đây nè. Rồi ơi. Càng ngày càng to, nãy con không muốn gặp con đầu nhất, đầu tiên nhất là nhỏ nha. Con kia to là con này to hơn nữa, con đùng luôn. Ồ, nó to. Wow, quá khủng khiếp mà, nhìn cái mặt cũng hiền quá cô chú trên đây. Nó ăn cỏ, rất là hiền ha. Yeah. Ôi, cái sừng này quý rồi. Nó quý luôn. Nó già lắm à, lớn tuổi lắm à. Cái con có con hà mã mới xuống nước, còn cái giác nào mới xuống nước hả cô chú chị ha, nó cũng đứng trên khô trên cạn nha. Dạ. Cái đầu tay nó không to ha, cái mặt nó to. Rồi rồi. Đây đây đây, đang di chuyển. Wow, đang di chuyển kìa. Quá khủng khiếp luôn. Trời ơi. Quý nhất. Đúng rồi, nó đứng cho mình chụp hình á. Cái gì mà ở sao nghe đùng đèn đùng rầm không biết. Có sừng kìa. Cái đuôi cùng ngủng của cô chú chị ha. Dạ, cái đuôi à. Đuôi tụt lúc à. Cái lông tai cũng hơi bé bé, chỉ có cái mặt hơi to to. Cặp giò kìa, giò lùng ha, lùng lùng chứ không có cao như cô chú vậy đây. Nha, không có cao vàng. Rồi, mấy bà xin chào mấy chú hà mã ha. Rồi đi tiếp trên đường của chú chị ơi nha. Thôi sau khi ra bên ngoài mình thấy có cái sừng hình tư giác cô chú chị. Đó, chống đứng trong nạnh rồi cười không? Nãy đâu ra, rồi vô mình ra ngoài cô chú nhìn rồi. Bên đây trâu bạch, trâu cò. Trâu này gọi là trâu quý hiếm nha cô chú chị mình ơi. Dạ. Ở đây là nuôi toàn là đây. Trâu cò. Xa quá. Không có lại gần được ha. Dạ. Quá xa luôn. Thôi let's go lên đường. Ra cổng của chú nhẹ đúng đi đúng một vòng luôn á. Dạ. Ây da, đây như còn cái con gì trong đây nữa nè, để lại đây coi coi. Cái con gì đây nữa. Con gì vậy trời? Phải con hiểu không? Có phải con gì hả? Đi quạnh bên kia nha cô chú chị ha. Này, khỉ mặt đỏ nha cô chú chị ơi. Khỉ mặt đỏ nha. Rồi, lên gôn lên đường đi tiếp. Đây là gà móc gula cô chú chị ơi. Trời ơi. Dạ, gà móc gula vậy đó. Quay không rõ nữa. Rồi, gì đó. Gà sư tử mà. Gà sư tử, đúng rồi. Đây, gà sư tử đây. Trời ơi, một gà trống với gà mái để là gà con quá trời kìa. Rồi, let's go đi tiếp. Đây nhiều quá à. Đây là chim công của chú chị em đây. Đó. Đó, chim công. Đẹp thì nhố lại, còn con sấu thì nhìn thì bỏ chuồng. Rồi, đây già, let's go. Đi view chicken. Gà. Gà hả? Con này con gà gì á?
Gà ác lên đây nè, bên đây là gà ác nè. Thấy hả? Nhã thấy rồi đó, nhã là nướng cái mà. Đây là lo. Con này không biết con gì nha cô chú chị ha. Dạ. Đây gà. Quá trời luôn. Đây là gà đông tảo nha cô chú chị ha. Hả? Này. Đó. Ừ. Trời ơi. Ôi ơi, cái giò khủng khiếp luôn. Rồi, con sẽ mong nghĩ là hết rồi nha cô chú vậy ha. À bên kia còn con gì nữa kìa, còn kìa. Con này là con gì để lại coi kìa. Cái con này thì còn gì nhà chưa có biết rồi cô chú vậy ha. Dạ. Con sừng vuông gì á. Con sừng vuông gì nha cô chú vậy ha. Đây là mình kiếm cái bảng mình coi coi đại chữ. Cái con này là con già đẩy nha cô chú chị ha. Đó, con già đẩy là con này như con mùa nông vậy. Dạ, như con mùa nông cô chú chị ha. Đó. Đó. Già đẩy. Đó, đó, già đẩy là con đấy. Rồi. Dạ, hết chưa? Không biết đi vòng vòng coi hết chưa cô chú anh chị em đây chưa hả? Nãy giờ không thấy nhiều lắm rồi đó, không biết cái gì đâu mà nói hết cho kể cho hết à, cho rõ nè. Đây là gà sao nha cô chú chị ha. Rồi cái tấm bảng gà sao sao thì trong đây nó như vậy đó, đó gà sao đó. Đó còn đây là gà tây tây, trong đây nó sẽ như thế này đó, nó sẽ như thế này nha cô chú ha. Đó gà tây. Đó. Rồi. Còn đây là chim nhông. Đây có chữ chim nhông. Cái nhông nó sẽ như thế này. Nhông thì đâu là đó. Khó hoài quá, khó hoài quá. Đây là phướng. Phướng của chú chị đâu rồi? Trời ơi. Đó, phướng nha. Đó. Hướng rồi. Wow, trời giới thiệu cho cô chú nhìn xem nhé. Một câu pháp, một câu pháp về một câu pháp nè. À, đây nè, đó nó khác với một câu mình là sao ta. À, đó, một câu pháp. Wow. Cưng không, cưng không đó. À. Rồi, let's go lên đường. Còn nhiều lắm cô chú anh chị em đây. Ôi ôi. Bồ câu sư tử nè. Đây chim bồ cắt nữa nè. Rồi cú mèo. Ôi ôi, chim cú mèo đẹp quá cô chú anh chị em ơi. Wow. Đây nè. Ồ cú heo. Cú heo chứ không phải cú mèo nha. Dạ. Đây quay qua. Qua. Đây là cú heo cô chú chị em đây. Không phải cú mèo nha. Cú heo. Đó, giờ nó đang có ngủ. Trời ơi ngủ dậy đi. Trời ơi ngủ miên man luôn. À, cú heo. Rồi. Rồi đi ra. Cái con này cũng khá đẹp ha, con cu heo này khá đẹp. Khá đẹp nha. Trong đây cái gì không biết ha. Càng xinh nè. Quầy bán thức ăn cứ dài dài trên đường cho năm có ha cô chú chị ha. Nha. Chưa ra cổng được nữa nha, còn xa còn dài. Dạ thì đây là những chú chó phòng cho mốt thấy là để gọi là chó đua cô chú chị mình ha. Dạ. Chó này là gọi là chó đua, chó đường đua. À. Dạ. Chó này nó chạy ghê hồn lắm. Ở mấy chục km trên giờ, cứ gần cả 100 km trên giờ chạy ghê lắm cô chú chị. Chó này nó chạy ghê lắm. Dạ. Chó đi dành cho đuôi mà, cho đua. Dạ. Trắng có, đen có nha cô chú chị ha. Dạ. Wow. Wow, hai mấy chó này dữ dằn. Nó chạy ghê lắm cô chú chị này. Dạ. Chim tất cả nè. À.
tích cầu, bình bếp, chim cút, rồi đa đa lê cho con, chim gì cũng có rồi hết. Chiều rồi mà vẫn còn đông nha cô chú chị ơi. Đi từ sáng giờ là đuối rồi, mỗi giờ cô chú đi một ngày luôn, bữa nay mà đi thẳng thẳng hết rồi một ngày luôn. Đây là bò Linh Dương, đầu bò đây cái chữ nè, Linh Dương đầu bò nó sẽ như thế này. Cái những cái ở nó đi qua đàn á, qua sông rồi cô chú vậy ha, mình thường thường coi trên hàng thấy đó, rồi qua sông thường thường rủi ro nhất là gặp cá sấu ha, còn mấy thì đi trên đường thì gặp hổ báo sư tử rồi, mấy cái Linh Dương đầu bò này đi một đàn rất là to rất là lớn nha cô chú vậy ha. Còn đây là trâu trâu phường mình ở trong nhà mình nè. Đây là con gà sao, bây giờ biết tên rồi nha, gà sao. Rồi let's go lên đường của chú anh chị ơi, đi tiếp. Còn nhiều lắm, không phải nào kể cho xiết. Bạn đuổi gà rồng Nam Mỹ là con này con chú chữ đó. Đó. Rồng Nam Mỹ à, rồng Nam Mỹ tuyệt vời ha. Rồi lên go lên đường à. Đồng quá con chú kìa nha. Gặp mấy lần sau. Đây cây đà nước này cho cô chú chị em này. Cây đà nước nó như thế đó. Trăng vàng vàng hả? Đúng rồi, trăng vàng, mà sao nó màu trắng đã. Trời ơi. Đạo ơi. Đạo. Wow. Trăng tốt luôn của chú chim ơi. Con gì đây? Quá. Trăng bạch tạng gắn kìa. Trăng bạch tạng. Trăng vàng để trăng vàng đây này, trăng bạch tạng gì? Nó tựa ra ngoan. Rồi. Trồng đen. Còn trong mốc còn mới có một cái con trăng trăng đất nè. Trăng đất này cô chú nhìn đây. Hai bà con luôn. Còn trồng đen. Đây cái chữ trồng đen nè. Hay trồng đen đây nè cô chú chị đó, nó vậy đó. Rồi. Trồng hương này. Chim tỷ đây. Rồi, dài quá. Chim tỷ xanh. Đó, chim tỷ đẹp quá. Chim tỷ. Rồi, đẹp quá rồi chú chị ơi. Kỳ không nổi đâu. Kỳ tôm là con này quý hiếm nè cô chú chị bên đây. Rồi rồi. Đó. Kỳ tôm là cái con này là không quý hiếm á. Sách đỏ vậy á. Tỷ vàng. Đó. Rồi. Hết chưa đây. Đi mỗi giờ luôn. Đây là chấp mèo. Trời ơi. Chấp mèo nhốt một cái lồng luôn trời. Trời ơi. Kêu hay của chú chị mình đây. Đó. Chấp mèo với chim cu nuôi chung đây nè. Rồi. Làm sao quay được rồi cho rõ rõ ra. Đó. Cô chú chị mình ơi, qua tấm kiến rồi anh thấy nó mờ nha. Dạ. Đó, nhiễm nè đó. Mới trời nhiễm nha. Đây là khu vườn thú nhỏ. Cô chú chị mình xem đây quá trời nha. Dạ, đâu. Trong đây chỗ gì bu dưới đông dữ vậy? Cái gì đây? Con gì? con hổ nè. Dạ. Con mèo đó đang đen khôi gà hổ chúa kìa. Con chúa đây.
nó không rút đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, nó đen thui cô chú vậy em ơi. Cô chú lên kiến rồi, không thấy nha. Hồ chúa, nghe là hồ chúa là nghe dữ dằn. Chồng bật má, đâu chồng đâu rồi. Chồng bật má, chồng ra, không thấy chồng đó nè. Rồi không có cái gì đi giờ hết, đi qua ngồi bên kia. Đây. Dạ thì à, sau đi một khi mà đi một vòng là đã hết ra một vòng vườn vườn ba vườn thú của Đài Nam của chú nhà ha. À, giờ dân đang đổ xô ra về cô chú chìm đây nha. Hả? Chiều về. À phải có thấy hình như là không có ai mà ở lại để tối nay đón tiếp cô Hằng nha cô chú chị ha. Nha. À, còn hình như là tối nay mới quan trọng chứ còn bây giờ thì mấy người cô chú chị mình này đi đem vang vui chơi các trò chơi xong rồi từ sáng giờ giờ đuối đi cô chú nha. Chính phòng xem nó cũng vậy, giờ đuối giờ đi về hay cô chú chị ha. Về thôi rồi tối mình hoành lại nữa. Dạ mình về mình đăng clip hay là mình nghỉ ngơi vậy đó. À, tối mình hoành lại nha cô chú chị ha. Nha. Còn giờ sắp nhau về hết nè. Nha. Giờ vô thì có mà ít lắm cô chú chị ha. Dạ. Giờ chủ yếu ra. Đây cổng à. Hẹn gặp lại kìa. Dạ. À, một phần. Đây, hẹn gặp lại kìa. À. Đây. Ra về hay cô chú chị ơi. À, tối thì mình khỏe hay mình hoành ra tiếp nha cô chú chị ha. À, ghi hình cô Hằng giao lưu với khán giả của chú chị đây. Dạ. Nãy thì sáng thì vô cũng đông. Giờ ra cũng đông cô chú chị đây. Dạ. Dạ thì có hẹn gặp. Cái gì mà không hẹn gặp lại? Hẹn gặp lại chứ. Rồi. Giờ dòng người đang đổ ra về cô chú anh chị ơi. Dạ đây. Đây. Đang ra về khá là thầy mình đi vô á, thì cái lúc mình đi vô á thì cô chú anh chị mình cũng đi vô hả cô chú anh chị ha. Dạ, buổi sáng. Thì bây giờ buổi chiều đi đúng một vòng là một ngày cô chú anh chị mình ơi. Thì mình ra về thì cô chú cũng bắt đầu ra về cô chú anh chị ơi. Dạ. Nhưng mà mình thì tối mình hoành trở lại nha cô chú chị ha. Dạ, còn mấy người này thì không biết như thế nào nha. Chiều rồi mà cái bãi kê xe còn khủng khiếp cô chú chị ơi. Wow, bãi kê quá là dữ dằn luôn. Dạ. Chỉ cái lối ra. Cái bãi xe. Ra về cô chú chị rồi các bạn. Đây là cái đường ra về cho cô chú nhà nha. Quá không biết. Đi từ sáng bây giờ cái giò nó cứng luôn cô chú chị này. Nó mỏi rã rồi luôn rồi, nó đau cứng cái giò luôn rồi. Về cái nước chắc không biết tối nay quay lại nổi không nữa. Cũng trong sao mà cho nó khỏe quay lại nổi nha cô chú chị. Sáng vô cũng đã cực, giờ ra là cũng đã cực luôn chú chị ơi. Gặp chiến hữu rồi gì đây không biết. Rồi, giờ ra cũng đã đời á. Wow, quá sức. Giờ này đi vô không có nha cô chú chị ha. Có lát đét này, không có luôn. Bên trong hơn cái này ở trên của chú chị ơi nè. Dạ. Để giờ mình
mình lấy tiền lấy vé, nhưng cô chú chưa, mình chưa có lấy tiền lấy vé rồi đâu nữa người ta. Dạ. Vé giữ xe. Dạ thì bây giờ mình ra khỏi chỗ xét vé của chú chị, tất cả miễn phí luôn nha. Dạ, lấy vé cũng không có, lấy tiền luôn cô chú chị ơi. Dạ. Miễn phí hoàn toàn luôn. Mình chỉ vô trọng mình có từ thiện thôi nha cô chú, thấy nhiều mình bỏ vô hộp từ thiện á. Rồi xong rồi cô Hằng cũng lấy số tiền đó cũng đi từ thiện cô chú chị ơi. Dạ, hôm nay thì phòng sống cảm thấy là tất cả cái gì cũng đều từ thiện hết cô chú chị, từ khi ăn cơm thôi. Cái đó là không có từ thiện thôi ha. Dạ. Còn tất cả trò chơi và giữ vé rồi đều từ thiện hết. Dạ thì đến đây phòng số 1 cũng xin kết thúc clip của chú chị em đây. Dạ. Thì cuối clip về phòng số 1 xin chúc tất cả cô chú chị em mình chúc hết thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong công việc ha. Dạ. Phòng số 1 nghĩ không biết cái đường này mình đi được không, ra đường này được không? Dạ. Đây hỏi mấy chú được không? Rồi mấy bài chào cô chú chị ha. Dạ.